Xin chào các bác, hôm nay tôi giới thiệu cho các bác cái bộ chống trộm báo qua điện thoại. Đây, bộ này. Tức là nó sẽ nhận tín hiệu từ các cảm biến và báo qua điện thoại cho mình khi có người đột nhập vào. Thì tôi sẽ mở các bác xem. Đây, bộ này thì nó sẽ bao gồm một cái bộ trung tâm này, nó nhận tín hiệu từ các cảm biến báo về điện thoại, đồng thời vừa là còi hú này, vừa có đèn chớp. Đây cả lên cửa thì gắn lên cửa. Đấy. Phụ kiện thì bao gồm một cuốn sách tôi sử dụng này. Phụ kiện là rất nhiều phụ kiện, một bộ nguồn này, dây nguồn này. Đấy. Tiếp theo bộ gá này bắt cho cái này. Đấy, bắt lên tường xong gật các hướng. Bơ dính 3M dính cho hai cái này gắn lên cửa nó dễ dàng. Một ta điều khiển xa. Đấy. Ốc vít hai cái này là để bắt cho cái này, cái này là để bắt cho cái này. Nếu các bác bắt lên tường thì bắt, mà không thì để bàn cũng được, không sao. Đấy, nó sẽ cho hai cái này để bắt lên. Đây, bắt hàng vít trước xong sáng này, nhưng mà thường thì không cần, để trên bàn được. Đấy, ok, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bác cách cài đặt vào điện thoại nhé. Đấy, ok, tôi sẽ nói qua về cách hoạt động của nó như các bác xem. Thì nó sẽ có hai cảm biến cửa này, cảm biến chuyển động. Đấy. Thì lúc mua về có sẵn pin cho các bác rồi, dùng rồi. Tôi là hết thì thay pin, pin của nó thì phải rơi tầm 6 tháng đến 1 năm. Lúc nào hết pin thì tháo ra thay vào. Khi mà có người đi vào thì con này nó sẽ gửi lệnh về cho con này. Con này sẽ kêu lên. Ở đây, đèn chớp lên và đồng thời nó báo về điện thoại. Khi nào có người mở cửa ra. Đấy. Thì con nó cũng báo về con này. Con này vẫn kêu và gửi về điện thoại. Đấy. Bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bác cài điện thoại nhé. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cài vào này. Cắm điện vào. Con lên. Thường nó sẽ nháy để chúng ta biết bắt đầu cài. Còn trường hợp nó không nháy thì các bác lấy cái tâm à cái chọn này. Bấm vào reset. Đấy. Dưới vào. Vâng. Bây giờ nó nháy thế này rồi. Trên điện thoại thì chúng ta sẽ dùng phần mềm Smart Line này nhé. Đây. Các bác nhìn này. Smart Line. Các bác tải về xong cài lên nhé. Thì cái ứng dụng này thì tôi dùng rất nhiều. Đây có rất nhiều thiết bị công tác cảm ứng. Đây. Đấy. Thì dùng chung rất là tiện luôn. Bấm vào cái cộng này. Bấm vào cảm biến bảo mật. Các bác cứ chọn tôi không quan trọng đâu. Chọn bừa xong rồi thì tự nhận biết được. Đấy. Đèn đang nháy nhé. Chúng ta bấm
xác nhận để em nháy này. Các bác nhớ nhập mật khẩu wifi nhà các bác vào nhé. Đây là wifi nhà tôi. Được, ok, có đợi không? Đấy, đợi một lúc, nó sẽ cài kết nối xong. Đấy, thường thường nếu mà nó ngừng nháy thì có nghĩa là nó đã kết nối được. Thì chúng ta sẽ đợi một lúc. Đấy, ok, xong. Đấy. Thì các bác thích đặt tên gì? Tôi đặt là tên là Tốc Độ Thông Minh. Còn tên này tôi đặt từ trước rồi. Sau rồi là con của đây. Xong. Bây giờ thì nó chưa nhận các thiết bị ở đây. Con này không nhận này. Tôi sẽ bác vào lại từ đầu nhé. Rồi. Lúc mới vào thì nó chưa kết nối gì đúng không? Chưa có thiết bị nào. Các bác bấm cho tôi chữ Add. Con này thường nó nhận sớm lắm. Add này. Cho con cảm biến chuyển động nhận trước nhé. Đúng, ok này. Đấy. Cứ phải quét con phát cho nó nhận đó. Xong chúng ta đổi tên cho nó. Đặt tên là chuyển động. Chuyển động. Chuyển động. Xong. Xây rồi xác định lại. Đấy, nhận xong nhé. Bây giờ tiếp tục này. Cho cửa nhận này. Ok, phát này. Xác ra này. Đấy. Ok, nhận tiếp này. Anh nhận rồi nha. Rửa đây cho sẽ cho phải nhầm. Cửa. Xong. Pin sạc đi. Đấy. Nó có báo pin cho các bác đấy. Đấy. Bây giờ pin đang đầy. Khi nào hết dần thì báo dần dần. Lúc nào gần hết thì thay. Bây giờ áp cái tay điều khiển vào. Thì bấm vào control. Ok, bấm một nút bất kỳ. Xong, nhận xong. Nhận xong không? Bây giờ tôi hướng dẫn các bác cái chỗ cài đặt một tí. Đây là slide đèn này, có đèn không này. Có âm thanh không này, để hết nhá. Cái chỗ alarm time này. Thì các bác tùy chỉnh thôi. Ví dụ lúc mà phát hiện trộm vào thì nó kêu. Cái đèn này với cái đèn này còi kêu bao lâu ấy. Đây là dây này. Bác để ngắn ngắn, còn thích để bao nhiêu thì để. Tôi đang test thì tôi để 10 giây thôi nhé. Còn kêu lâu đau tan. Ok. Đấy. Như thế nào nhỉ? Alarm time này. Alarm volume này. Âm lượng của cái loa này. Chọn là 2 đi. Cho kêu cho to. Timer này. Đây là cái thời gian nó hoạt động nhé. Thì các bác muốn nó hoạt động từ mấy giờ đến mấy giờ ấy. Cả tất cả các ngày thì bấm vào đây 2.5.8. Xong chọn từ mấy giờ. Đấy. Từ mấy giờ thì nó cảnh báo. Từ mấy giờ thì ở nhà. Đấy, nó không đơn giản đâu. Đấy, ok. Bây giờ tôi thử cho các bác xem nhé. Đầu tiên mình đi ra ngoài nhé. Để được quay cái này ra ngoài không có ăn thấy không? Đây quay ra ngoài đi. Đầu tiên chúng ta ra ngoài thì phải bật chế độ chống trộm lên. Một là dùng tay điều khiển này để bấm. Hai là chúng ta sẽ dùng điện thoại. Đây có 3 chế độ nhé. Một chế độ là ở nhà. Chế độ ở nhà. Đấy. Home. Hai chế độ chống trộm này. Đấy. Để chống trộm đấy. Hoặc là chúng ta điều khiển được. Được không?
ở nhà này, mở khóa này, chống trộm này, cái này chế độ bóng phát nó kêu luôn. Đây là chống trộm lên này. Điện thoại các bác đang để không có gì đúng không? Rồi, thử như này thì có trộm vào nhé. Có để 10 giây nó kêu, 10 giây con điện thoại bác cứ kêu, nó kêu vào đến lúc mà các bác bật lên tắt nghỉ thôi. Đấy, bật lên tắt đi thôi. Tiếp theo này. Đây, tôi quạt. Đấy là tiện đúng không? Và cứ có chuyển động thì nó sẽ gửi cái điện thoại cho mình. Ok. Cái bộ này thì lưu ý các bác này, nó có pin nhé, con này nó có pin nhé. Ví dụ may có mất điện thì còn có lưu nhé. Đây tôi thử với các bác này. Tôi rút điện, rút nguồn điện ra rồi nhé. Rút điện ra này, bây giờ này. Đóng cửa lại này, các bác mở cửa ra này. Các bác đặt hàng thì liên hệ chúng tôi nhé, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bác gửi hàng qua đường bưu điện, nhận hàng và trả tiền. Thiết bị này thì được bảo hành 4 năm. Rồi, ok.